chia sẻ ước mơ cùng Việt Nam, chúng tôi sẽ trở thành người bạn tốt nhất hơn là trở thành doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Luôn song hành cùng Việt Nam, Cung Hô Asiana. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình trung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị khán giả cùng chào đón đội 49. Họ là những người bạn thân làm trong lĩnh vực giải trí. Món ăn yêu thích của cả đội là sữa đậu nành, sữa đậu xanh, nói chung món sữa đậu. Và đội 50. Họ là những gương mặt ca sĩ, nghệ sĩ. Sở thích chung của cả đội là đi ăn đêm. Cả đội thừa nhận mình có năng khiếu ẩm thực. Và chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Chào quý vị và các bạn, tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với trò chơi chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Hôm nay trong chương trình này, chúng ta chuẩn bị theo dõi cuộc thi đấu giữa hai đội 49 và 50. Hai đội đã trong tư thế sẵn sàng. Tuy nhiên, xin mời quý vị và các bạn chờ vài phút để chúng ta làm quen với từng đội. Chào 49, xin mời các bạn hãy giới thiệu về đội của mình. Lời nói đầu tiên, Phúc Béo xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đang xem đài, lời chào thương thương và nồng nhiệt nhất. Quý vị ơi, quý vị có biết tại sao mà nhóm Phúc Béo á, lấy tên là 49 không? Bởi vì người ta thường nói là 49 thì gặp 50, mà lúc nào 50 cũng thắng á. Nhưng mà kỳ này thì cả hai cùng thắng. Quý vị nhớ ủng hộ cho đội 49 của Phúc Béo nha. Xin mời bạn giới thiệu các thành viên của đội mình. Đây là thành viên thứ hai. Xin chào tất cả quý vị đang xem chương trình Chung Sức. Mình tên là Mỹ Hạnh, là ca sĩ Mỹ Hạnh. Hôm nay cũng rất vui được tham gia với chương trình này và hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả sẽ cùng ủng hộ cho đội 49 cũng như đội 50 cùng nhau chiến thắng. Và đây thành viên thứ ba. Chương trình xin thân ái kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình trò chơi Chung Sức. Rất mong quý vị khán giả ủng hộ cho Trinh cùng với lại tất cả các anh chị đang chơi trong chương trình game show Chung Sức. Dạ, còn đây là thành viên thứ tư, cũng là thành viên cuối cùng của đội 49. Xin giới thiệu đến tất cả quý vị, mình tên là Việt Hùng. Mình cũng đang biểu diễn. Và công việc chính đó là làm MC tại Thành phố Hồ Chí Minh như anh Tạ Minh Tâm. Ao ước một ngày nào đó cũng làm như anh Tạ Minh Tâm như thế này. Còn ngày hôm nay thì đến với đội 49, cố gắng để cùng với các thành viên 49 chiến thắng. Chúng ta chào mừng và chúc cho đội 49 giành được nhiều điểm trong trò chơi hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn làm quen với đội 50. Chào các bạn, đến lượt các bạn, bắt tay đội trưởng các bạn nào. Mời đội trưởng giới thiệu về đội. Kính chào tất cả quý vị khán giả. Mình là Trung Hậu, ca sĩ Trung Hậu. Mình cũng là trưởng nhóm của nhóm 50. Hôm nay nhóm của mình đến đây rất là vui và cũng rất là hồi hộp khi được tham gia chương trình trò chơi Chung Sức. Cũng như nhóm 49 hồi nãy nói á, là 49 thì phải gặp 50. Nhưng kính thưa quý vị, Trung Hậu nghĩ rằng 49 hay 50 gì cũng vậy, hôm nay hai đội mình đến đây á, đều rất là được sự cầu mong sự ủng hộ quý vị đến với hai đội. Và mong hai đội sẽ cùng chung sức chiến thắng. Đây là thành viên thứ hai trong nhóm của mình. Chào các bạn, mình là thành viên thứ hai, là Hòa Thanh. Rất vui khi tham gia chương trình Chung Sức. Rất mong các bạn ủng hộ cho hai đội nhé. Đây là thành viên thứ ba. Mình là ca sĩ Đông Quân. Ngày hôm nay thì rất là vinh dự khi được mời tham gia chương trình Chung Sức. Không biết nói gì hơn, thắng thua không quan trọng. Cái điều quan trọng là ngày hôm nay vui và đem đến cho quý vị khán giả màn ảnh nhỏ một buổi tối thưởng thức chương trình Chung Sức thật thú vị. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào quý vị khán giả đang xem đài gần xa. Mình tên là Hoàng Lan. Mong quý vị khán giả ủng hộ cho hai đội chơi, chúng tôi cùng chiến thắng. Chiến thắng! Cảm ơn các bạn, và chúng ta không để khán giả chờ lâu hơn nữa. Chúng ta
bắt đầu bước vào vòng một ngày. Xin mời hai đội trưởng. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc hai bạn may mắn và đừng quên rằng giá trị của mỗi điểm trong chương trình chúng ta là 10.000 đồng. Cố gắng ghi càng nhiều điểm càng tốt. Ai ghi nhiều điểm hơn đội đó sẽ bước vào vòng đặc biệt. Nào, sẵn sàng. Vòng một có hai câu hỏi. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này được khảo sát 100 người, có 8 đáp án ra trên bảng. Đó là 8 ý kiến của nhiều người mà số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với đó. Các bạn chuẩn bị trả lời câu hỏi thứ nhất là bất chợt hãy kể tên một loại mùi hương tiêu biểu của nước xịt phòng. Mùi táo. Mùi táo. Mùi chanh. Mùi chanh. Chanh cao điểm hơn. Mời các bạn trở về vị trí. Bạn có sử dụng nước xịt phòng không? Có. Cho nó thơm, ngủ cho nó ngon. Bạn hãy kể một mùi hương tiêu biểu của nước xịt phòng. Mùi lài. Mùi lài. Và mùi gì nữa đâu cô? Mùi... Mùi cá chỉ hoàng. Và còn nhiều nữa. Còn rất nhiều các loại cá biển mà chúng ta dùng làm thực phẩm hàng ngày. Nhưng đây là 8 đáp án mà được nhiều người trả lời trong khi chúng tôi hỏi câu hỏi này. Thưa quý vị và các bạn, kết quả tạm thời sau vòng 1, đội 49 ghi được 85 điểm. Tạm thời dẫn đầu là đội 50 với 94 điểm. Bạn có biết vì sao bảo uống nước cốt gà Brent mỗi ngày? Nước cốt gà Brent là thức uống dinh dưỡng từ tinh chất gà giúp bồi bổ thể chất và trí não. Có Brent, bảo luôn khỏe mạnh. Hãy uống Brent mỗi ngày, nước cốt gà Brent. Chiết xuất từ những đọt trà xanh tươi ngon nhất, trà xanh không độ, trà xanh nguyên chất mang lại hương vị đặc trưng dịu mát của trà xanh và giữ lại cao nhất hàm lượng EGCG có lợi cho sức khỏe. Trà xanh không độ, sảng khoái trà xanh nguyên chất. Để nhập cuộc rất cần năng động, muốn vượt lên phải thêm lửa tự tin. Một viên phạt ba tông mỗi buổi sáng với sự phối hợp C115 vitamin và khoáng chất năng động để nhập cuộc tự tin để vượt lên. Không dùng phạt ba tông cho người suy thận hoặc đang điều trị bằng vitamin AD. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Biore Facial Fit Expert mới, giải pháp hoàn hảo cho từng loại da và từng vấn đề về da khác nhau với 6 dòng sản phẩm chuyên biệt. Hãy chọn sản phẩm phù hợp nhất cho làn da của mình và trải nghiệm công nghệ giữ ẩm Bio Moisture Lock vượt trội từ Biore. Làn da hồi sinh láng mịn trông thấy chỉ với 14 ngày. Rửa mặt chuyên biệt. Tập đoàn sơn cao cấp Van Spa đến từ Mỹ với 200 năm kinh nghiệm trên thế giới đã có mặt khắp nơi trên toàn quốc của Việt Nam. Sơn chất lượng cao của Van Spa đẹp mãi với thời gian. Lực number one, chinh phục mọi thử thách. Ngày đầu bỡ ngỡ, lần đầu say mê, trận đầu rực rỡ, chiến tích đầu rạng danh. Hãy giữ lại khoảnh khắc kỳ diệu của lần đầu trải nghiệm với máy quay Handycam của Sony. Máy quay Handycam của Sony được sử dụng tại Everest. Ngay sau đây là vòng 2 của trò chơi chung sức. Xin mời thành viên thứ 3 của hai đội. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc cả hai may mắn.
Ở vòng 2 chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 8 đáp án đang trên bảng, đó là 8 ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Thì các bạn biết. Các bạn sẵn sàng nhé. Các bạn hãy nêu một vật dụng mang lại sự tiện nghi mà phải có điện mới hoạt động được. Các bạn. Dạ, tivi. Tivi. Tivi, đúng rồi. Mười bạn. Không, đáp án cao điểm. Dạ, tủ lạnh. Tủ lạnh. Mời hai bạn trở về vị trí TV cao điểm này. Nói cho mọi người biết một cái TV, vật dụng mang lại sự tiện nghi mà nó phải có điện nó mới hoạt động được. Em nghĩ nhiều gia đình Việt Nam thì không có máy lạnh, nhưng mà cái quạt máy thì chắc là phải có. Để quạt nóng là phải quạt quạt máy. Bạn chọn một cái đáp án mà nhiều bạn nghĩ là nhiều người đồng tình. Bởi vì nhiều người có quạt máy hơn là máy lạnh. Quạt máy. Đó là đáp án có số người đồng tình và nhất bạn. Mời bạn. Nghĩ là máy lạnh.